Cần Thơ nổi tiếng là một vùng đất trù phú, giàu có. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Đến với Cần Thơ, đến với Tây Đô, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây, cảm nhận được sự chân chất hồn hậu của con người nơi đây. Chỉ cần đi dọc trên một khúc sông chưa đầy 20 km, du khách sẽ tận hưởng được tất cả những nét riêng của vùng sông nước này. Vùng đất Nam Bộ với những dòng kênh rạch chạy ngang dọc đã biến giao thông đường thủy trở thành huyết mạch của cả vùng. Vì thế, chợ nổi cũng ra đời từ đó. Sau khi thỏa thuận giá cả, hàng hóa được chuyển từ ghe này sang ghe khác theo cách tung hứng. Cả người bán lẫn người mua đều như những nghệ sĩ tài tình. Tiếng máy nổ hòa cùng với tiếng chào mời gọi nhau ý ới, tạo nên một âm thanh nhộn nhịp đặc trưng của chợ nổi. Nếu như những chợ thông thường thì bày biện hàng hóa trên các sạp và cất tiếng chào mời. Ở đây, muốn biết ghe nào bán thứ gì thì du khách chỉ cần nhìn lên một cây sào tre được cắm trên ghe. Người ta gọi đó là cây bẹo. Hễ trên cây bẹo treo thứ gì là ghe đó bán thứ ấy. Ghe bán bí thì treo vài trái bí, ghe bán khoai thì treo vài củ khoai. Tuy nhiên, chỉ có những ghe hàng lớn mới treo những cây bẹo như thế này. Chứ những ghe nhỏ bán chuối, bán cốc ổi thì không cần phải treo bẹo, vì tất cả những hàng hóa trên ghe, khách mua hàng có thể nhìn thấy rất rõ. Và với không ít gia đình thì chiếc ghe vừa là phương tiện để mua bán, vừa là để ở cho cả gia đình. Họ coi ghe là nhà. Hòa mình vào không khí nhộn nhịp của buổi chợ, du khách có thể quan sát, tìm hiểu sinh hoạt của nhiều gia đình với nhiều thế hệ chung sống trên ghe. Dường như những đứa trẻ con cũng dần quen với cuộc sống thương hồ, mỗi ngày cùng cha mẹ của chúng theo con nước lớn ròng đến những buổi chợ như thế này. Đến với Cần Thơ chỉ đi chợ nổi Cái Răng mà không đến chợ nổi Phong Điền thì như thiếu một cái gì đó. Chợ nổi Phong Điền nằm ngay ngã ba sông, một nhánh từ Cần Thơ vào, một nhánh rẽ đi Cầu Nhiếm và một nhánh xuôi về xã Trường Long. Phong Điền chợ nổi trên sông, bồng bềnh mặt nước, chợ đông sớm chiều. Đó là câu ca truyền miệng của khách thương hồ về cảnh mua bán tấp nập của chợ nổi Phong Điền, một trong những chợ buôn bán trái cây lớn của đồng bằng sông Cửu Long, với đầy đủ các loại sản vật miệt vườn Nam Bộ. Đặc điểm của chợ nổi Phong Điền là các nhà vườn từ Phong Điền, Bình Thủy, Ô Môn trực tiếp chở trái cây, rau củ ra bán cho các ghe vừa và nhỏ ở những vùng miền khác nhau. Vì vậy, mua bán cũng mau lẹ như chính tính cách của những bà con nơi đây. Bồng bềnh trên sông nước, nhưng du khách cũng có thể thưởng thức những món ăn sáng như ăn một dĩa cơm tấm thịt nướng hay một tô bún riêu nóng hổi. Chắc chắn rằng ăn sáng trên những chiếc ghe lưu động giữa buổi chợ đông vui sẽ làm cho du khách cảm thấy vô cùng thú vị. Thấy nó cũng mới lạ, tại vì đây cũng là lần đầu tiên mới thấy mà bán những cái dịch vụ mà trên ghe thuyền như vậy, mà ngồi ăn nó lắc lư, thấy người ta lắc lư đưa qua đưa lại cũng thấy cũng vui. Thì người dân nói chung là người dân ở Cần Thơ này thì thấy người ta hiền lành và chất phác, có cái sự hiếu khách. Người dân đây hiền hòa, thân thiện, dễ thương, thấy rất là xúc động. Thì có dịp thì tôi sẽ trở lại đây lần nữa, đem theo bạn bè, bà con và người thân tới đây tham quan một lần trong đời cho biết. Chợ nổi ngày nay cũng không thiếu món nào, từ những thực phẩm hàng ngày đến những dịch vụ may quần áo, sửa chữa máy móc, những cửa hàng xăng dầu phục vụ cho nhu cầu của bà con mua bán nơi đây. Sau khi tham quan mua sắm ở chợ nổi, du khách có thể xuôi theo rạch Trà Niền đến thăm mộ nhà thơ yêu nước, cử nhân Phan Văn Trị. Khu mộ tọa lạc tại ấp Nhân Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố 16 km. Phan Văn Trị, tức Cử Trị, sinh năm 1830, tại thôn Hưng Thạnh, Phủ Hoằng An, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Phan Văn Trị là một người tài hoa, ham học và học rất giỏi. Năm Kỷ Dậu 1849, ông thi đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan, mà ông chọn con đường thanh bần của một trí thức là làm thơ và dạy học. Thăm mộ Phan Văn Trị, du khách sẽ phần nào thấu hiểu tấm lòng yêu nước thương dân của ông qua những dần thơ còn lưu truyền đến tận hôm nay. Chứng kiến vua quan nhà Nguyễn bạc nhược để mất Vĩnh Long, ông viết: tan nhà cám nổi câu ly hận, cắt đất thương thay cuộc giảng hòa. Hình ảnh trong thơ Phan Văn Trị là những hình ảnh mộc mạc, bình dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Nói về hạt lúa và cũng là nói về tấm lòng của mình, của những sĩ phu yêu nước thời bấy giờ. Ông viết: giả từ đồng ruộng dạo xa chơi, thiên hạ ai mà chẳng cậy hơi. Cởi giáp vàng kia phơi chốn chốn, bài da ngọc nọ rạng nơi nơi. Đọc những dần thơ của Phan Văn Trị, biết thêm về cuộc đời ông, du khách sẽ càng thêm mến mộ tài năng và nhân cách của nhà thơ, một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần bất khuất, bản lĩnh quật cường của người dân Nam Bộ trước cảnh nước mất nhà tan. Ngày 22 tháng 6 năm 1910, nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị qua đời trong một căn nhà lá đơn sơ như tấm lòng của cụ. Bà con nhân ái Phong Điền đã lập khu mộ tưởng nhớ ông, và nơi đây đã trở thành điểm dừng chân để du khách hiểu thêm về con người, về lịch sử hào hùng của đất Cần Thơ. Du khách có thể về thăm thôn xóm, vườn cây ăn trái, hòa cùng cuộc sống bình dị nhưng ấm nồng tình làng nghĩa xóm của bà con nông dân ở các xã Nhân Ái, Nhân Nghĩa, Tân Thới, Trường Lạc, là vùng kinh tế vườn nổi tiếng từ xưa đến nay. Trai nào bảnh bằng trai Nhân Ái, đầu thì hớt chải, tóc tém bãi ba, mặc pyjama khăn rằn quấn cổ, thấy cô em gái Ba Xuyên ngồ ngộ, muốn cùng em thố lộ đôi lời. Cấy cài cực lắm em ơi, theo anh về vườn ăn trái, một đời ấm no. Đó là những câu hò bình dị mang đậm chất Nam Bộ, vừa là một lời tỏ tình rất duyên của một chàng trai, vừa thể hiện sự trù phú của vùng đất Tây Đô này. Những vườn cây trái sum suê, không khí trong lành và mát mẻ là một điểm thu hút khách du lịch gần xa của các vườn du lịch sinh thái nơi đây. Khi mà chúng tôi đến đây thì ở đây tạo cho chúng tôi cảm giác rất là thoải mái, thì nó có rất nhiều loại trái cây. Chúng tôi có thể tự tay là hái những cái trái chín từ trên cây xuống để mà ăn. Khi mà ở thành phố thì không có được như vậy. Không khí ở đây thì tạo cho chúng tôi là sự thoải mái. Chúng tôi rất là thích những cái khu du lịch sinh thái như vậy. Nếu mà có dịp thì chúng tôi sẽ đến đây hàng tuần. Đến những vườn du lịch sinh thái, du khách còn có thể nhìn thấy những loài động vật hoang dã như khỉ, trăng, kỳ nhông. Con trăn này được nuôi trong 15 năm với trọng lượng hơn 160 kg. Du khách đến với các vườn du lịch sinh thái đều cảm thấy rất thú vị khi tự tay hái những loại trái cây có trong vườn nhà. Và đôi khi còn được nghe đờn ca tài tử, một loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng đất Nam Bộ hiền hòa. Những giọng ca ngọt ngào, đầm ấm, chắc chắn sẽ hài lòng bất cứ ai có dịp đến mảnh đất này. Khách phương xa càng không quên sự hiếu khách, chân thành của con người trên đất Tây Đô. Giặc đã trút xuống pháo bầy bơm thẳm, ngăn nước nào đất đã hồi sinh. Ngoài không khí trong lành mát mẻ, những loại trái cây ngon, đến các vườn du lịch sinh thái, du khách còn có thể câu cá. Những chú cá rô, cá tai tượng tươi roi rói chắc chắn làm du khách không thể nào quên. Để đến với các khu du lịch sinh thái hay những vườn cây trái sum suê ven sông Cần Thơ, du khách có thể đi trên đường bộ theo tuyến lộ vòng cung. Toàn tuyến lộ vòng cung có chiều dài gần 30 km, phần lớn thuộc các xã Mỹ Khánh, Nhân Ái, Tân Thới, Giai Xuân, huyện Phong Điền và một phần đi qua các xã phường thuộc quận huyện khác của thành phố Cần Thơ. Người du khách sẽ cảm nhận được tất cả những điều đó khi một lần dừng chân trên nhánh sông này. Thưa quý khán giả, trong số rất nhiều loại trái cây của vùng đất ven sông Cần Thơ thì có một loại trái cây rất ngon và được nhiều người biết đến trong những năm gần đây, đó là dâu Hạ Châu. Tiết mục điểm đến của chương trình ngày hôm nay mời quý khán giả đến thăm những vườn dâu Hạ Châu sai trĩu quả ở huyện Phong Điền. Đến với vườn dâu Hạ Châu ở Phong Điền, du khách nào cũng muốn ghé thăm ông Lê Quang Bảy, người nông dân có thâm niên và nhiều kinh nghiệm trong nghề trồng dâu Hạ Châu. Chính cha ông là người đã đưa những giống cây quý từ miền Đông Nam Bộ về đây, ươm trồng và chọn lọc ra giống cây đặc sản này. Trải qua hàng chục năm, mồ hôi công sức của bao thế hệ người dân Phong Điền đã làm cho mỗi trái dâu thêm thơm, thêm ngọt, để hôm nay đãi khách phương xa. Đến vườn dâu Hạ Châu, du khách sẽ hiểu tại sao người dân khắp nơi rất ưa chuộng loại trái cây đặc sản này. Du khách có thể hái những chùm trái mọng trên những cây dâu có tuổi thọ lên đến hàng chục năm, và còn biết thêm nhiều điều thú vị như cây dâu có cây đực và cây cái. Trái dâu càng ngọt hơn khi mùa mưa đến. Dâu Hạ Châu cho trái 3 vụ trong năm. Vụ nghịch mùa thu hoạch vào tháng 5 âm lịch, vụ mùa vào tháng 8 âm lịch và vụ muộn vào tháng 11 âm lịch. Vì vậy, vào bất cứ thời điểm nào khi đến đất Phong Điền, du khách cũng có thể đến với các vườn dâu trĩu quả. Chính vì mang lại giá trị kinh tế rất cao cho chủ vườn mà ngày nay các vườn dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền thu hút khá nhiều người. Cùng với du khách tham quan du lịch, những bà con nhà vườn ở nhiều nơi cũng đến đây tìm mua giống và học hỏi kinh nghiệm trồng dâu Hạ Châu. Dâu Hạ Châu là một cái loại cây ăn trái mà đặc sản của huyện Phong Điền. Thì cái dâu Hạ Châu đấy thì nó có cái giá trị kinh tế so với các loại cây khác thì nó hiệu quả hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai về cái phục vụ cho du lịch sinh thái. Thì có rất nhiều cái du khách trong nước ngoài nước đến Phong Điền để tham quan. Khi người ta đến vườn dâu Hạ Châu thì khách người ta rất là thích. Chúng tôi cũng hy vọng rằng khi mà cái phát triển cái du lịch cũng như người khách đến cái vườn dâu Hạ Châu của Phong Điền thì sau khi về có cái ấn tượng về Phong Điền, cũng như là trong cái việc tham quan rồi thưởng thức cái dâu Hạ Châu ngon ngọt và cái tiếp xúc của người dân trong cái tiếp đãi người khách đến cái mảnh vườn của mình, thì từ đó người khách có một cái ấn tượng về cái địa phương của Phong Điền và có những cái lưu luyến về cái vùng đất hiền lành cũng như là có những cái cây ăn trái ngọt ngào. Với người dân Phong Điền, dâu Hà Châu là một loại cây cho trái ngon và rất quý. Nhưng với tấm lòng thơm thảo, bà con không giữ cho riêng mình mà sẵn sàng chuyển giao giống cây và cả kinh nghiệm trồng trọt cho mọi người với những mong muốn tốt đẹp. Dâu Hà Châu góp phần làm giàu cho người dân, cho quê hương Phong Điền và cả đất Cần Thơ. Để giúp cho bà con nông dân là có thể có thu nhập, thoát nghèo. Tại vì những người trồng dâu đó thấy đều khá giả hết. Do đó anh em chúng tôi quyết định ra giống và trao cả kỹ thuật để cho bà con trồng để thoát nghèo, như là mình đã được thoát nghèo. Và kết quả đó thì suốt thời gian qua đó, mười mấy năm nay rồi, những người trồng dâu người nào cũng là thoát nghèo, không còn nghèo nữa, không còn nhà tre lá mà toàn nhà tường xe không đa. Khách của người dân Phong Điền sẽ góp phần làm cho những vườn dâu thơ mộng mãi là điểm đến hấp dẫn với du khách gần xa. Thưa quý khán giả, khi đi du lịch thì ngoài phong cảnh đẹp, chắc chắn rằng những món ăn ngon và hấp dẫn cũng sẽ rất thu hút du khách. Đến với Cần Thơ thì ngoài thưởng thức được những loại trái cây đặc sản, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khán giả một món ăn từ lâu rất nổi tiếng của đất Cần Thơ, đó là món bánh xèo. Cái tên có lẽ xuất phát từ những âm thanh của lúc đổ bánh nghe xèo xèo nên người ta gọi là bánh xèo. Nguyên liệu để làm bánh xèo cũng khá phong phú: bột gạo, đậu xanh, hột gà, nước cốt dừa, hành, gia vị. Và một nguyên liệu không thể thiếu là nghệ. Vì nghệ làm cho bánh xèo có màu vàng rất đặc trưng và đẹp mắt. Nhân bánh xèo có tép, đậu xanh, thịt ba rọi, củ sắn, cà rốt hoặc giá hẹ. Các loại rau ăn cùng với bánh xèo càng phong phú và đa dạng hơn. Mùa nào rau ấy, những loại rau có thể là cải xanh, rau thơm, xà lách, lá cách, đọt xoài non hay bằng lăng. Nhìn một dĩa rau xanh tươi với nhiều loại rau như thế này thì cũng đã thấy rất bắt mắt. Bánh xèo sẽ không ngon nếu như thiếu một chén nước mắm chua chua cay cay ăn cùng. Để làm một chén nước mắm cũng khá là kỳ công. Củ cải đỏ và củ cải trắng sắc sợi nhuyễn. Điều này làm cho màu sắc của món ăn càng thêm phong phú và đẹp mắt. Có người gọi là chiên bánh, cũng có người gọi là đổ bánh xèo. Nhưng thật ra cách gọi nào cũng được, tùy theo thói quen mà thôi. Muốn đổ được một chiếc bánh ngon, người thợ làm bánh phải hết sức khéo léo. Đầu tiên là cho vào chảo một ít dầu hoặc mỡ, sau đó cho tép thịt vào, đợi chảo thật nóng thì tráng bột vào chảo. Phải thật nhanh và đều tay thì bánh sẽ tròn và chín đều, giòn rụng. Lượng bột cũng vừa phải, không quá dày, cũng không quá mỏng. Vì nếu bánh quá dày thì sẽ khó chín, lại mềm, không ngon. Còn nếu quá mỏng, bánh sẽ khô. Thông thường, mỗi cái bánh xèo, người làm bánh thường đổ khoảng một giá bột là vừa. Thế vậy chứ, chiên bánh xèo không phải loại bếp nào cũng chiên được. Chỉ có loại bếp than hoặc củi là chiên bánh xèo ngon nhất. Vì những loại bếp này nóng vừa, lượng nhiệt đều, nên chiên bánh chín vàng và giòn hơn. Có một điều đặc biệt là chảo dùng chiên bánh cũng phải chọn loại có lòng chảo sâu, và chảo chiên bánh thì không dùng chế biến các loại thức ăn khác. Vì theo những người có kinh nghiệm trong món này, như vậy sẽ làm chảo dính không chiên được. Ngoài ra, cách ăn bánh xèo cũng khá thú vị. Thông thường, người ta dùng tay gói những lá rau và cuộn bánh xèo lại rồi chấm vào nước mắm. Cách ăn bánh xèo này giúp thực khách càng cảm nhận hết sự tinh tế trong từng chiếc bánh. Bánh xèo là một món ăn với nhiều màu sắc: vàng của nghệ, đỏ của tôm tép, trắng của giá, của sắn và xanh của rau. Điều đó làm cho bánh xèo không chỉ là một món ăn ngon mà còn đẹp mắt nữa. Lấy một lá cải xanh, một ít rau thơm, ít bánh xèo cuộn lại và chấm vào nước chấm. Vị cay cay của ớt, béo béo của bánh xèo hòa quyện cùng mùi rau thơm. Đây chắc chắn là một trải nghiệm thú vị của nhiều du khách đến với Cần Thơ. Hôm nay tôi cũng được ngồi ăn ở tại cái vùng này thì cái bánh xèo rất là ngon. Mấy đứa bé nó ăn nó rất là nước ngoài về nó ăn rất là nhiều và nó ăn hết cái đĩa bánh xèo. Từ lâu, bánh xèo Cần Thơ được nhiều người biết đến. Không những bởi món ăn này khá đẹp mắt mà bánh xèo còn rất ngon. Có dịp đến Cần Thơ, bạn đừng quên thưởng thức món ăn này. Hương vị đậm đà của vùng đất Tây Đô như hòa quyện vào trong từng chiếc bánh, làm nao lòng bao lữ khách. Thưa quý khán giả, vậy là chúng ta đã có một chuyến du lịch về vùng gạo trắng nước trong, nhưng chỉ qua màn ảnh nhỏ. Quý khán giả hãy thử một lần đến với mảnh đất Tây Đô, lắng nghe những câu hò đầm thấm và hòa mình vào những vườn cây trái xanh tươi. Chắc chắn rằng du khách có dịp đến đây sẽ không bao giờ quên được tình đất, tình người, nơi cuối nguồn con sông Hậu hiền hòa. Chương trình tạp chí du lịch hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.